hay dụ má chữ. Rửa chai. Ngày 14 con trai hả? Đây nhà nấu con trai. Rau lang 1.4 sao. Dưa kho lộn. Nấm gơm với hũ kho hoa với gì? Này. Cải trắng của chai đỏ. Kho chung. Không chung với tàu hũ. Qua đây nè, qua đây vô. Rau này hồi luộc chấm với đồ kho. Bây giờ nó lên nó lạnh luôn lên chị nè. Mắm. Qua vợ thương nhỏ nó tao á. Ai cục bà bảy nhà. Bà bảy nhà không? Tàu ô nhà của cô năm nay ăn. Này gọt sạch, này gọt sạch bỏ đây. Ông hay dụ má chữ. Tàu ô bà nó về nhà bà chắc cứ chờ. Ông bà chồng một công chưa hết. Chưa nay thì bà biết sao không? Gọt cái đuôi, gọt cái đuôi đấy. Người ta kêu chồng đừng có thấp quá. Tại chồng mắc cái đột, chồng tôi trồng sâu quá. Cái đột. Không có trồng sâu quá nó bị thúi. Người ta dặn 25 Tết, 25 này tới mới có ngắt đột. Bông nhãn thọ 25 mới ngắt đột, bữa nay mới có. Mấy cái này nó sắc lộn rồi nè. Lộn mà được thao gì họ đem kho. Bắp các đầu các đuôi. Bỏ em miếng muối luộc rau này cho để chút nó sôi rồi bỏ rau vô. Rau lang. Này bây giờ bỏ tỏi vô, xào miếng dầu nè, ăn chay. Là 4 là nhà hay nấu đồ chay ăn. Nay 14 hả? Tại nó vàng vàng quả củ cải vô. Vàng rồi đó. Cắt này chưa cắt mà. Có lỗ rồi. Có. Ủa có hả? Tương nhiều không? Nhiều không? Rửa chai. Rửa chai. Ghê vậy. Ăn gì mặn chết. Thôi. Nước tương ở đen thui rồi. Không, nước tương ở đen lắm rồi. Màu đâu cũng tốt rồi. Rửa chai à. Đây còn tàu hũ, với chả nè. Rồi đó cắt mỏng rồi hả? Cắt mỏng rồi bỏ vô đó luôn mà. Rồi cắt ra rồi bỏ vô trong cái nồi kho nãy luôn. Ngon, cái tàu hũ ngon. Vậy tủ thơm phức trời. Ngon ghê. Tối mai 16 sáng rồi ngày gặp ngay ngày 16. Sáu uống gì. Nay 14 mà uống 16. Rồi ngày thứ 7. Đổ thêm miếng nước vô cho nó ngập.
Mình đổ thêm miếng nước, đây đổ miếng nước này, nước lọc. Rồi lấy mình nêm lại. Đây còn tàu hũ nữa nè, tàu hũ với chả. Rồi đậy lên nữa. Đậy lên cho có nhiều cái này, không bỏ tàu hũ với chả vô. Xác tàu hũ chả đi. Đây tàu hũ với chả này. Rồi bữa mua tàu hũ miếng sẵn, bữa nay hết rồi, bữa nay chai đắt. Bây giờ cắt lại. Đây miếng tàu hũ rồi, hũ này đặc biệt ngon. Giờ miếng ăn thôi. Bự quá à, bự không? Bự đó, nè. Này vậy nha. Đây, làm như thế này cho cái chút vô một nồi. Nhiều quá. Chả đây. Nhà ăn sạch bự bự ra mẹ ngon. Nước sôi là bỏ ghê liền. Bỏ gì nó mới xanh. À, bỏ gì vô nó mới xanh. Từ từ bỏ đó, cái nồi thả mình lấy nồi. Nồi nhỏ quá. Kéo cái sẹt mà không có cần cái nồi bự. Từ từ mới chơi. Được xong. Ông xanh chành đó. Giờ chín thì hãy bỏ đậu bắp vô. Chấm với chào bắp cỏ. Khổ thì ăn ba gian cũng nhiều. Ăn rau vàng gì hết, dạ cống mà ăn rất là. Mở rau vô với miếng muối. Ngon. Ôi xanh ghê. Ăn nó biết làm, không biết xanh, không biết còn chưa nước, không sầu, không bỏ muối rồi bỏ đèn thui vào. Rồi vớt là được chưa thấy xinh. Chưa. Nhiều mềm chứ. Đây là giờ nước nó sôi rồi mình bỏ tàu hũ vô nè, cho nó thấm. Tàu hũ với chả nè. Đây. Bỏ vô cho nó thấm ngon ngon. Ăn nước nhiều. Rồi vừa đủ nước rồi. Rồi chín rồi mình nêm nếm rồi vừa ăn chưa. Đây củ cải đây, đây là chai đây. Nhiều món. Nhiều cái lộn xộn kho lại ăn ngon. Củ cải này chưa chắc chưa chín quá. Ủa lộn chưa mềm quá. Bự quá mà. Củ cải trắng nó màu mềm hơn. Ủa gì hả? Lộn quá. Trời bỏ đây nè. Gơm. Đồ chay có món này là ăn ngon. Củ hoa. Ừ món này sao dễ ăn không? Mấy món khác ăn hơi được. Củ hoa. Củ gơm. Ừ kho lộn xộn vậy chứ ăn ngon. Ăn chưa? Rồi. Đây là món ăn chay. Chiều ăn chay. Dạ quá đi ăn ổn. Đây là bữa cơm chay ngày hôm nay của nhà mình nha. Đó thì mình có là rau củ quả mình kho lại với nhau nè. Có rau rau lang luộc. Món này nghĩa là chấm với thịt nó sẽ thịt nó sẽ ngon hơn là chấm với nước nước này. Mấy các bạn ăn thế nào nha. Mình ít cái ăn cái này lắm. À, chấm với thịt còn ăn còn này mình rau thì mình ăn cái này không à. Rau luộc xanh rất là xanh. Giòn mắm. Giòn. Quan trọng là cái này là món mình rất là thích. Chai là mình chỉ ăn được cái này và cái này rất là ngon. Không biết các bạn có giống mình không? Món này cực kỳ ngon. Đậu chai ngon nhất mình ăn. Thử miếng này nha.
vẫn còn đậu ngọt, vẫn còn đậu ngọt của cô gái trắng mà nó thấm một miếng mặn mặn của nước mắm, ngon. Đây củ cải đỏ. Nói chung cái này thôi vừa ăn cực kỳ luôn. Này cố gắng ăn trong ngày, cái này để ngày sau ăn được tại đầu kho mà, nhưng mà ngày sau nó nghĩ là nó bị thấm nhiều rồi, cái này nó sẽ mềm hơn, là nói chung là nó không ngon mà. Thấm gơm. Cái này vừa nấu nên nó thấm vừa đủ, ăn cực kỳ ngon luôn. Cái gì cũng thấm vừa đủ, ngon lắm. Hôm qua. Mình có thể chế nước này chế vào cái một cơm, ăn một muỗng cơm gì là cái mỗi thứ mình bỏ một miếng vào, cái này một miếng, cái này một miếng, cái này một miếng, mỗi cái bỏ một miếng vào mình ăn cực kỳ ngon đó, một cái một miếng rất là ngon luôn. Cơm chay này ăn cực kỳ là dễ ăn, mà ăn chay thì các bạn hay bị đói bụng nên các bạn mua thêm chuối các bạn ăn kèm nha, ngon, thanh đạm ngon. Thì video này là kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.